Hotter 9X Facebook International Queen từng giảm 25kg để làm con gái. Em là Miễn Trần, năm nay em 25 tuổi, hiện tại em ở Hồ Chí Minh và công việc của em là mẫu ảnh à. Chị không biết mà chị thấy em nói gì cũng đẹp trơn. Đi thi hoa hậu được ví như Lisa Bản Kiện. International Queen Việt Nam là một chương trình nhận về nhiều sự quan tâm của khán giả. Bên cạnh những cái tên hot hit như Võ Thành Ý, Tổn Cùi Bắp thì Mim Trần cũng được đánh giá là thí sinh đầy tiềm năng và nổi bật. Sắp tới em có thi một cuộc thi MIQ là Miss International Queen của Việt Nam, thì mong mọi người ủng hộ. Đó là một cuộc thi hoa hậu dành cho người chuyển giới nữ ở Việt Nam. Đến với chương trình, Mim chia sẻ, em mong muốn tham gia chương trình để được chứng minh bản thân, trải nghiệm những thứ mới mẻ và vượt qua giới hạn của mình. Quan trọng hơn hết là em muốn mình là niềm tự hào của bố mẹ và đem đến những điều tích cực cho cộng đồng LGBT với thông điệp tích cực. So, I want to hide myself, but now I want to come out and be brave like the title of the competition, Brave Purple. Được biết, Mim Trần hay còn gọi là Mim Trần tên thật là Khởi Minh. Cô là một hot girl chuyển giới nổi tiếng trên mạng xã hội. Không những có thân hình thon gọn, hot girl 9X còn sở hữu gương mặt xinh xắn với đường nét hoàn hảo. Nếu không nói chắc hẳn sẽ khó ai biết được rằng cô nàng là một người chuyển giới. Sinh ra trong một gia đình khá giả, ngay từ nhỏ đã có một cuộc sống đầy đủ, muốn gì được đó như một cậu cả. Thế nhưng, điều mà cô mong muốn nhất là khao khát được làm con gái, sống thật với bản thân thì lại bị gia đình ngăn cản. Từ nhỏ, hot girl sinh năm 1997 đã cảm thấy bản thân có sự khác biệt, không như các bạn nam khác. Mim đi đứng nhẹ nhàng, thích chơi búp bê, được mặc váy làm công chúa. Thấy cậu con trai của mình khác lạ, mẹ của Mim Trần lại càng hạn chế cho con tiếp xúc với nhiều người. Nhưng rồi may mắn thay, đến năm 22 tuổi, Mim được sự thấu hiểu hơn từ gia đình. Cô được nuôi tóc dài, trang điểm và ăn mặc theo sở thích. Nhưng hơn hết, điều mà cô mong muốn nhất là được chuyển giới thành người con gái thực thụ. Hot girl Sài Thành đã quyết định vay tiền một mình sang Thái Lan để hoàn thành ước mơ. Trước khi chuyển giới, cô từng nặng đến 80kg, nhưng bằng sự quyết tâm của mình, nàng hot girl đã nỗ lực giảm cân xuống còn 55kg, chăm chút bản thân hơn. Còn phải giảm xuống 3kg nữa mới đúng cái chuyện mong muốn. Trở thành một người con gái, Mim cảm nhận được những niềm hạnh phúc ấm ủ bấy lâu. Từ đó, công việc cũng trở nên thuận lợi hơn. Cô được mời làm mẫu ảnh KOL với mức thu nhập không hề nhỏ để báo hiếu cho gia đình. Chia sẻ về chuyện tình cảm, hot girl 9X cũng cho biết trước khi công khai bản thân là người chuyển giới, cô có rất nhiều người theo đuổi. Nhưng sau này, khi công khai giới tính thật, Mim cảm nhận được đàn ông đến với mình đa phần vì sự tò mò. Sau một thời gian vẫn cảm với tình yêu, Mim dường như đã tìm được bến đỗ cho mình. Được biết anh chàng tên Rio Nguyễn, dẫu vậy mọi thông tin liên quan đến anh vẫn là một ẩn số. Cùng với Mim Trần, dàn thí sinh hoa hậu chuyển giới năm nay cũng rất mạnh và chất lượng. Phải kể đến các cái tên như TikToker Võ Thành Ý, hiện tượng mạng nổi tiếng Lê Quang Hùng, Lưu Linh San, Dương Diệp Linh Đan, Sơn Vũ Tường Vi cũng là những chiến binh ngàn máu dự sẽ làm nên chuyện trong cuộc thi lần này. Nhìn hành trình biến ước mơ trở thành con gái của Mim Trần, có thể thấy cô quả là một người kiên cường. Vượt qua những trở ngại về gia đình, xã hội và tâm lý, cô đã dám đương đầu với cuộc sống và trở thành một phiên bản hoàn hảo hơn của chính mình. Chúc cho Mim sẽ có những thành tích xuất sắc trong cuộc thi lần này. Bạn có ấn tượng với nhan sắc của cô nàng chuyển giới này không? Chia sẻ với Ian nhé. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.